Triều đình đối xử với gia đình trung liệt như vậy sao? Thái tử thì đã làm sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là hoàng thượng đến cũng không được làm như vậy. To gan. Bà ơi, lão phu nhân, người dám đánh bà ta, người dám đánh bà của ta, ta đánh chết tên xấu xa nhà ngươi. Bảo Nhi, bà ơi, các ngươi làm ơn thả nó ra. Đủ rồi, một già một trẻ các ngươi thật là phiền phức. Thả nó ra. Thái tử chịu ở nhà các ngươi là phúc đức mấy đời của nhà ngươi, giữ thể diện cho còn không chịu. Nếu còn nhiều lời, ta sẽ bóp chết nó. Người thả nó ra, người thả nó ra, thả nó ra. Bà già chết tiệt. Bà muốn cháu nội hay là muốn nhà? Bà tự chọn đi. Bà đi hay là không đi đây? Thả nó ra. Bảo Nhi, bà ơi. Tôn thiếu gia, bà ơi cứu con. Tôn thiếu gia, bà ơi. Lão phu nhân, thôi bỏ đi, chúng ta nhường hắn. Thôi bỏ đi lão phu nhân. Bà ơi cứu con. Bà ơi. Ức hiếp người quá đáng. Lẽ trời ở đâu? Bà ơi. Bảo Nhi, bà không có năng lực để bảo vệ con. Ta lấy cái mạng già này để đòi lại lẽ trời. Bà ơi. Bà ơi. Lão phu nhân, lão phu nhân. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi, bà tỉnh lại đi. Bà ơi. Bà ơi, bà đừng bỏ rơi Bảo Nhi mà. Bà ơi, bà tỉnh lại đi. Bà ơi. Nhìn ta làm gì? Đâu phải do ta giết bà ta, là bà ta tự đập đầu chết mà. Là ngươi, là ngươi hại chết bà nội của ta. Là ngươi. Ta phải đến huyện nha kiện ngươi. Ta nhất định phải đến huyện nha kiện ngươi. Nhóc con, đứng lại. Quay lại đây. Nhóc con, ngươi quay lại cho ta. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại cho ta. Mở cửa ra, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra. Cứu mạng với. Cứu với. Nhóc con, ta thấy một mình ngươi cũng rất là cô đơn, chi bằng ta tiễn ngươi xuống đoàn tụ với gia đình. Ca ca tỷ tỷ cẩn thận. Cảm ơn cô. Lần này chúng ta hòa nhau rồi nhé.
Cô nương, đợi đã. Cô nương, cô nương. Ta bóp chết ngươi. Ngươi, ngươi giết bà nội của ta. Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi. Đứng dậy trước đã, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Ngươi nằm đó. Nào, đệ khoan hãy kích động. Nói cho ta biết, một cậu bé như đệ sao lại đắc tội với quan võ? Tại sao hắn lại đuổi giết đệ? Ca ca, mau dẫn đệ đi tìm huyện thái gia. Đệ không cần tìm nữa, ta chính là huyện thái gia. Huyện thái gia, huyện thái gia, huyện thái gia. Cầu xin huyện thái gia làm chủ cho tôn gia chúng tôi. Lão phu nhân nhà ta ở đây đức cao vọng trọng, ai cũng kính nể. Nhưng ai ngờ thái tử của một nước lại ức hiếp, sỉ nhục bà ấy như vậy. Bà ấy sao có thể chịu đựng nổi? Đại nhân, sĩ khả sát, bất khả nhục. Thật quá đáng ghét. Tên cầm đầu các người ở đâu? Kêu hắn cút ra đây cho ta. Người là ai? Ta là ai à? Ta là mẹ của huyện thái gia. Các ngươi, các ngươi là đám cáo mượn oai hùm, sói đội lốt cừu non. Uổng cho các ngươi mặc quan phục lên người, vậy mà lại bức chết lương dân, chiếm đoạt nhà dân. Các ngươi thật là, thật là, thật là không biết liêm sỉ. Đúng, các ngươi đều không phải là người. Nói, đám người các ngươi rốt cuộc là chó cậy chủ nào? Bọn ta là thị vệ Đông Cung. Ngươi nói xem bọn ta cậy thế của ai? Ta... sao lại không nói gì nữa thế? Vừa rồi chẳng phải rất oai à? Ta... bây giờ còn ai không phục nữa? Dì ấy, cậu ấy. Các ngươi, đợi đã. Còn ta nữa. Ta là huyện lệnh huyện Trúc Sơn, Hàn Thiết Sinh. Khổ chủ Tôn Bảo Nhi tố cáo các ngươi chiếm đoạt nhà dân, hạ chết bà nội cậu ấy. Bổ huyện lệnh đã thụ lý vụ án này. Bước ra. Võ tả vệ, không muốn có kết cục như hắn thì mau khoanh tay chịu trói. Ngươi đừng hòng đắc ý, thái tử gia ngày mai là đến. Ta nói ngươi biết, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Đi. Đại nhân. Đệ mau đi nhận xác bà nội đi. Ta đảm bảo nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ. Thiết sinh, thiết sinh, giỏi lắm. Rốt cuộc vẫn là con trai ta. Đi, đi, đi mau, đi, nhanh lên. Đi mau, đừng chống cự nữa. Đi mau, nhanh lên, nhanh lên. Thả ta ra, thả ta ra. Đồ chó cậy chủ nhà khốn kiếp, ngày mai chúng ta cứ đợi mà xem. Đi mau. Chủ của các người bò dưới mặt đất, chủ của ta bay trên trời cao. Thả ta ra. Thế nào, có nhận ra kẻ đó không? Không. Nào nào, đừng sợ, lại đây ngồi đi. Từ từ nói, từ từ nói. Không nhận ra một ai à? Không biết. Tiểu nhân chỉ nhớ hôm đó cùng Nguyệt Hoa biểu diễn ở lầu Giang Ba, có một vị khách quý ra tay hào phóng, còn thưởng rất nhiều bạc. Lúc đó tiểu nhân và Nguyệt Hoa còn vui mừng khôn xiết. Có ai ngờ từ đó đại họa ập đến. Vậy nên ngươi hoàn toàn không nhìn thấy mặt đối phương, cũng không biết đối phương là ai, đúng không? Chỉ có Nhan Tri Phủ lúc mới đầu hối lộ tiểu nhân, còn dùng hình với tiểu nhân, có nhắc đến đối phương địa vị hiển hách, là người bề trên, vinh hoa phú quý sẽ được hưởng mãi không hết. Hàng đại nhân, Hàng đại nhân, tiểu nhân thật sự có thể được cứu sao? Còn được cứu ư? Ngươi yên tâm đi, ta đã kéo ngươi từ đáy giếng lên miệng giếng thì sẽ không buông tay vào lúc này để ngươi rơi xuống dưới nữa đâu.
Xong việc rồi à? Thế nào rồi, nói đi. Thế nào rồi? Hai người khua chân múa tay đã xong chưa? Cho dù A Bảo không nhận ra người nào, cũng không thể xóa bỏ nghi ngờ của ta với thái tử. Chỉ vì lệnh bài đại nội đó sao? Có không ít người điều động được thị vệ đại nội, có địa vị hiển hách mà. Đúng đó. Nhưng đích thân đến Trúc Sơn giám sát vụ án lại chỉ có thái tử. Thiết sinh à, bây giờ cậu đã bắt hết tả vệ thị vệ của thái tử lại rồi. Cậu còn thấy chưa đủ sao? Cậu còn muốn lôi ngài ấy vào vụ án của A Bảo hay sao? Thái tử không dễ chọc vào đâu. Cậu có biết ngài ấy từ đâu ra không? Ngài ấy nhảy ra từ trong quan tài đó. Cái gì mà nhảy ra từ trong quan tài chứ? Quan tài có thể sinh em bé sao? Là quan tài bị sét đánh vỡ. Bên trong có một người được cho là đã chết. Kết quả người đó đã sinh ra ngài ấy, cho nên mọi người gọi ngài ấy là lôi công chuyển thế. Lôi công chuyển thế à? Thiết sinh à, cậu nghe thấy chưa? Con nghe thấy rồi. Ngày mai lúc chặn xe giá giữa đường, con sẽ chọn một nơi an toàn. Vậy là đúng rồi. Chặn xe giá giữa đường? Cậu điên rồi à, không muốn sống nữa sao? Ta nói huynh nghe, huynh dùng cách lấy trứng chọi đá này là không có lý trí, không biết suy nghĩ. Đúng vậy. Mọi người đừng sợ, nghe ta nói đã. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt để ta thử thách con người thái tử. Nếu như ngài ấy độ lượng, có thể bao dung cho ta, nể tình ta, trả lại công bằng trước dân chúng, vậy chứng tỏ ngài ấy là người nhân đức nhân hậu. Vậy chúng ta còn gì nếu mà phải lo lắng? Còn nếu không à? Còn nếu không? Vậy không thể âm thầm diệt khẩu ta, hắn sẽ làm một cách trực tiếp. Như vậy ta có thể làm rõ, cũng có thể tự bảo vệ mình. Ta để cho mọi người biết tiểu huyện lệnh ta từng phê bình sai trái của thái tử trước dân chúng, từng khiến hắn mất mặt. Sau này nếu ta có điều gì bất trắc, các người nói mũi tên sẽ hướng về ai? Cho nên, vì tránh nghi ngờ, ta cho rằng thái tử có lẽ sẽ sấm lớn nhưng mưa nhỏ. Ta vẫn thấy không ổn. Cho dù huynh thoát được lần này, nhưng cũng không thoát được cả đời. Lấy ví dụ Nhan Tri Phủ đi, chúng ta biết rõ hắn làm chuyện xấu xa, nhưng vẫn không đối phó được hắn. Chuyện này, huống hồ chi là đi đánh nhau với hổ. Đâu chỉ là hổ, người ta là rồng con. Ý của hai người là chúng ta chỉ vỗ vỗ rùi thôi à? Chỉ có chút khí thế đó thôi sao? Huynh quên rồi sao? Lúc nãy trong nhà giam huynh nói thế nào với A Bảo? Huynh nói tuyệt đối sẽ không buông tay, khiến hắn rơi xuống giếng lần nữa. Nhưng mà bây giờ đến tính mạng của bản thân huynh còn khó đảm bảo. Huynh lấy cái gì để thực hiện lời hứa? Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ta thà cùng rơi xuống với hắn, cũng không thể làm trái với lương tâm cá mè một lứa với kẻ xấu. Chứng cứ điều tra được đến đâu thì ta sẽ làm đến đó, cho đến khi còn hơi thở cuối cùng. Tại sao cái số của ta lại khổ như vậy cơ chứ? Vốn tưởng rằng hầu hạ lão gia xong là có thể hưởng phúc vài năm, giờ thì hay rồi. Sao cái số của ta lại khổ như vậy? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Cho dù con có vấn đề gì, Ngạn Thanh là huynh đệ tốt của con, huynh ấy sẽ chăm sóc tốt nửa đời còn lại của mẹ. Ta... Thiết sinh à, thiết sinh, ta nói này, đây là chuyện của huynh, sao lại đẩy cho ta? Hơn nữa, ta là sư gia của huynh, huynh có chuyện sao ta có thể không sao được chứ? Yên tâm đi, ngày mai chặn xe giá giữa đường một mình ta đi, không liên quan đến hai người. Giờ thì đỏ càng thêm đỏ rồi. Đánh cái đầu ngươi. Thái tử gia đến. Thái tử gia đến huyện Trúc Sơn chúng ta. Mau đi xem kìa. Mau đi xem thái tử gia đi. Ngưng hương, ngưng hương, ngưng hương.
Ngân Hương, Ngân Hương, Ngân Hương. Tiên sinh, cậu có nhìn thấy một tiểu cô nương mặc đồ màu nhạt, cao khoảng chừng thế này, trong tay còn cầm một gói thuốc không? Cậu có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đại Thẩm à, Thẩm không nhìn xem, bây giờ trên đường người đông nghịch thế này, sao mà tìm người được? Xin lỗi, ta phải đi xem đây. Tiên sinh, Hoàng Thái Tử đến rồi. Ngân Hương, Võ Cương, Điện Hạ có gì dặn dò ạ? Sao không thấy ca ca của ngươi Võ Sâm đâu? Điện Hạ, xin Thái Tử Điện Hạ dừng kiệu. Huyện lệnh huyện Trúc Sơn Hàn Thiết Sinh tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Dừng. Đứng lên đi. Tạ ơn Thái Tử Điện Hạ. Hàn huyện lệnh, huyện Trúc Sơn các ngươi dù có nghèo khó đến đâu cũng không đến nỗi không mời được ai. Sao lại chỉ có mình ngươi đến nghênh đón bổn vương? Bẩm điện hạ, hạ quan không phải đến để nghênh đón, mà đặc biệt đứng đây để chờ, muốn thay mặt dân chúng ở đây kêu oan với điện hạ. Hoang đường, không lẽ một chút quy tắc ngươi cũng không hiểu sao? Có chuyện gì cũng phải đợi bổn vương xuống kiệu rồi nói. Mạng người quan trọng, xin thứ cho hạ quan không thể đợi. Một tiểu huyện lệnh như ngươi sao lại dám vô lễ như vậy? Xin thưa điện hạ, hôm qua tả vệ của Đông Cung Võ Sâm đã gây ra án mạng ở đây. Mời điện hạ xem, phường Trung Liệt này là tiên đế ngự ban cho Tôn gia ở đây. Bởi vì ba đời nam đinh của Tôn gia đều là liệt sĩ hy sinh vì quốc gia, bây giờ chỉ còn lại cô nhi quá phụ và một trạch viện lớn. Kết quả là Võ Sâm lại đuổi họ ra khỏi nhà, muốn chiếm đoạt trạch viện làm hành quán của điện hạ. Lại có chuyện như vậy sao? Đúng là không có đạo lý. Tôn lão phu nhân không chịu được sỉ nhục, oán hận tột độ nên đã đập đầu tự tử ngay trong sân nhà mình. Chuyện đáng hận hơn là tên Võ Sâm ấy còn đuổi giết một đứa bé yếu ớt, thật là trong mắt không có vương pháp không bằng cầm thú. Hạ quan đã hạ lệnh bắt hết bọn chúng về quy án. Đáng đời lắm, thật là quá đáng ghét. Bảo vệ Thái Tử Điện Hạ, mọi người bình tĩnh, nhanh lên. Thái Tử Điện Hạ, ngươi muốn làm gì? Mau dập lửa, dập lửa! Đồ đàn bà điên, đáng ghét, cút đi!
Mẹ! 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 Cô nương, lại là cô à? Mẹ! Sao mẹ lại thành ra thế này? Mẹ đừng dọa con. Cô đừng sợ. Mẹ, huyện nha ở ngay phía trước, ta có thể kêu người trị thương cho lệnh đường. Thái tử điện hạ, Hàn thiết sinh, cứu người gấp hơn. Người đi trước đi. Rõ. Đi. Để ta. Khởi bẩm điện hạ, không lẽ cứ để họ đi vậy sao? Đi. Dì Tâm à, lúc nãy dì kiểm tra cho vong cô bá mẫu, có phát hiện bà ấy có vết thương nào bất thường không? Không có. Mẹ ta bị làm sao vậy? Lệnh đường, chắc là không sao đâu. Có điều là phải sợ hãi quá độ. Nhưng mà tại sao mặt tượng của bà ấy cho thấy hình như bà ấy từng bị thương ở đầu vậy? Không phải chứ. Đầu người là rất quan trọng, là chỗ của cơ thể, lại ở chỗ ở của tủy hải. Khí huyết của lục phủ ngũ tạng đều được đưa về đó. Một khi tủy hải bị chấn động sẽ gây ra khí huyết hỗn loạn, nguyên thần vô chủ, mạch tượng trở ngại, mất hết tỉnh táo, khiến người ta ngạn thanh à. Huynh nói đúng, huynh nói đúng lắm. Rất lâu trước đây, mẹ ta đúng là từng bị thương ở đâu. Huynh đúng là một vị thần y. Bà ấy thường hay chóng mặt, đau đầu, hơn nữa còn không có lý do, cảm thấy vô cùng sợ hãi, trí nhớ không tốt, thường xuyên quên đây quên đó, hơn nữa còn mất ngủ, không thể ngủ ngon giấc. Có đúng không? Đúng đúng đúng. Huynh nói đều đúng hết. Mẹ ta nói bà bị mắc chứng tâm thần. Những triệu chứng vừa rồi huynh nói đều còn có thể chịu được. Đáng sợ nhất là hay bị hoảng hốt. Hoảng hốt? Có phải giống như lúc nãy ở trên đường không? Sáng sớm nay mẹ ta đã cảm thấy bồn chồn không yên, cho nên ta đến tiệm thuốc để bốc thuốc cho bà. Nhưng mà ông chủ ra ngoài rồi, ta đã phải đợi rất lâu. Có lẽ mẹ ta đợi sốt ruột quá nên mới một mình chạy ra ngoài. Bà chắc chắn là bị lửa làm cho hoảng sợ rồi. Mẹ ta sợ nhất là lửa. Bà ấy thật sự không có cố ý đâu. Không sao, bọn ta biết là bà ấy không cố ý. Nhưng bọn ta đã cản trở huynh làm việc. Chẳng phải huynh đang đòi lại công bằng cho đứa trẻ đáng thương đó sao? Cô yên tâm đi, chuyện của Tôn gia còn chưa kết thúc đâu. Lúc đó tình hình của lệnh đường nguy cấp, sao ta có thể bỏ mặc không lo? Ngân hương đa tạ đại ơn cứu mạng của đại nhân. Mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Đây là việc ta nên làm mà, cô nương không cần hành đại lễ như vậy. Hơn nữa, ta còn phải cảm ơn cô. Cũng nhờ cô, lúc đó đã ra tay giúp đỡ. Tại hạ thất lễ, mong cô nương đừng để bụng. Đại nhân gọi ta là Ngân Hương là được. Ngân Hương, tên hay thật. Ngân Hương cô nương, vậy cô họ gì? Chuyện này ta cũng không biết. Cô thật là biết đùa. Ta không biết thật mà. Không biết ư? Cô không mang họ cha thì cũng phải theo họ mẹ chứ. Cô, mẹ ta từ sau khi rơi xuống vách núi đã quên hết mọi chuyện, cho nên sư phụ ở Bạch Vân Quán đã gọi mẹ ta là Vong Cô. Vong Cô, mẹ, cậu làm gì? Huynh, hai người là mẹ con à? Đây là mẹ kế của ta. Mẹ kế. Cảm ơn cô đã khen ta. Cô ấy thật khéo ăn nói. Cô ấy có nói gì đâu mẹ. Sao lại không nói gì? Chẳng phải viết hết lên mặt rồi sao? Bên trái viết là trẻ trung xinh đẹp, bên phải viết là giống một đóa hoa. Cô khen ta vậy thật lấy làm ngại quá. Còn trên trán nữa, trên trán viết hoa mắt. Ta đánh cái đồ miệng thối nhà cậu. Đừng có chạy, đồ miệng thối.
Điện hạ. Điện hạ. Vũ Sàng cảm thấy khắp người ê ẩm. Võ Cương. Có thuộc hạ. Chuẩn bị ngựa. Rõ. Điện hạ. Ngài đi đâu vậy? Đi tìm tên họ Hàn kia, nhân tiện dẫn đại phu về cho cô. Đại nhân, có phải điều tra được chỗ ở của điện hạ rồi không? Không cần điều tra nữa, bổn vương đến rồi đây. Tham kiến thái tử điện hạ. Làm gì vậy? Thiết sinh, làm gì vậy? Thiết sinh. Hạ quan xin thỉnh tội. Chắn xe giá giữa đường chỉ vì làm nguôi sự phẫn nộ của dân chúng, để mọi người đều biết điện hạ là một vị thái tử nhân đức thương dân. Thuộc hạ phạm sai lầm, nhất định sẽ xét xử công bằng, thiết diện vô tư, để trả lại sự công bằng cho tôn gia. Còn về dân phụ lúc sau làm kinh động xe giá chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải cố tình. Mong điện hạ rộng lòng tha thứ. Không đơn giản, người được lắm. Nói toàn lời hay, nói toàn lời hay, người tốt cũng để cho một mình ngươi làm. Hạ quan không dám, bổn vương thấy là ngươi dám lắm đấy chứ. Ở kinh sư đã vang danh khắp nơi, về đến đây đương nhiên cũng không cam tâm làm kẻ tầm thường, đúng không? Hạ quan tuyệt đối không có ý đánh bóng tên tuổi, mọi việc chỉ muốn nói thay lời dân, xét xử đúng việc. Nói hay lắm. Việc có việc nặng nhẹ chậm gấp, mọi việc liên quan đến Võ Sâm bổn vương tạm thời không truy cứu đến. Điện hạ. Hàn huyện lệnh, người có biết bổn vương đến để làm gì không? Điện hạ, phụng chỉ giám sát vụ án Ngô Gia Bảo giống như không sai. Vậy người nói ta nghe, chuyện chính làm đến đâu rồi? Có tiến triển gì không? Bẩm điện hạ, hạ quan đã thẩm vấn Ngô Gia Bảo kỹ càng. Hóa ra là Nhan tri phủ nghe theo sai bảo của người khác, ý đồ chiếm đoạt thê tử của hắn Liễu Nguyệt Hoa, nên đánh đập Ngô Gia Bảo, buộc hắn phải nhận tội danh đại đạo. Vậy sao? Nghe sự sai bảo của ai? Ngô Gia Bảo chưa từng gặp người đó, chỉ biết được từ miệng của Nhan tri phủ, là một người chức cao quyền trọng. Hoang đường. Chỉ dựa vào mấy lời phiến diện không rõ ràng đó làm sao xác định được có phải là thật không? Nếu như không có, vậy thì trên đường hạ quan trở về Trúc Sơn đã không bị người khác đánh lén, ý đồ giết người diệt khẩu. Đặc biệt là thứ mà sát thủ để lại, càng chứng tỏ mọi chuyện. Hạ quan nghĩ chiếc lệnh bài này là vật cần có để ra vào cổng hoàng cung. Nếu như có người đánh mất, chắc chắn sẽ đăng ký làm lại. Cho nên chỉ cần điều tra ghi chép là có thể dễ dàng tìm ra chủ nhân của chiếc lệnh bài này rồi. Tên huyện lệnh thối coi trời bằng vung kia, người đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Vị quan gia này sao đột nhiên nổi giận vậy? Có phải hạ quan đã nói lời gì không nên nói không? Đưa đây, đưa lệnh bài cho ta. Đây là vật chứng quan trọng, sao có thể tùy tiện đưa cho ngươi được? Trừ phi nó là của ngươi. Cặp mắt này đúng là quen thật đó. Ta nhớ ra rồi, chính là tên sát thủ muốn giết ta đây mà. Ngươi xem, thân hình giống, tính khí giống, đều rất to lớn. Ngươi nói vớ vẩn. Xin lỗi nhé, ta hay nói nhầm vậy đấy. Các hạ đừng giận. Dễ tức giận hại gan không phải là cách dưỡng sinh. Cút. Lão huynh, huynh nổi nóng quá mức như vậy, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Có bản lĩnh đừng chỉ dùng cái miệng. Huynh biết không, bản lĩnh của ta chính là vừa ra chiêu vừa nói chuyện đó. Người còn mồm mép nữa, ta sẽ cho người chết. Có phải giống như hôm đó huynh cũng nói là cho ta chết như vậy không?
Tên khốn nhà ngươi mở miệng ra là buộc tội cho ta. Hôm nay ta bắt ngươi phải chết. Ngươi! Cô nương vẫn ổn chứ? Cô không sao chứ? Ta không sao. Còn huynh, ta cũng không sao. Còn không đứng lên, giả chết à? Võ Sâm là huynh trưởng của hắn. Hắn sớm đã có thành kiến với ngươi, cho nên lúc nãy mới mất kiểm soát như vậy. Còn về chuyện lệnh bài, người nói rất có lý. Bổn vương sẽ lập tức cho điều tra. Đưa đây đi. Tiếp tục cố gắng. Nếu có phát hiện gì mới, phải lập tức báo cáo với bổn vương. Vâng. Ngưng Hương. Ngưng Hương. Thiết sinh không sao chứ? Không sao. Cô tên Ngân Hương, đúng không? Đừng căng thẳng. Chuyện hai mẹ con cô làm loạn đội hình trước kiệu, bổn vương không hề truy cứu. Nhưng không biết cô nương có thể theo bổn vương về quán trọ một chuyến không? Người cô đánh bị thương vẫn còn đang nằm trên giường. Ta không đánh bị thương ai cả. Ta chỉ điểm huyệt của ta thôi. Đến giờ, huyệt đạo tự khắc được giải. Nhưng một chuyện nhỏ của cô nương cũng đủ giúp người ta đỡ phải chịu đau. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, không cần phải mất công làm gì. Cung tiễn Thái tử Điện Hạ. Sao vậy? Hai người định đi à? Đúng vậy. Lúc nãy bọn ta vốn định đến để tạm biệt Hàn đại nhân, nhưng mà không ngờ lại gây thêm rắc rối cho ngài. Sao bá mẫu lại nói vậy? Ai nói hai người gây thêm rắc rối cho ta chứ? Ngưng Hương đã nói hết cho ta nghe rồi. Hàn đại nhân, huyện đại nương, cả Lục tiên sinh nữa, mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Vong cô thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng mà bệnh của ta bình thường hay gây ra chuyện không nói, còn Ngân Hương từ nhỏ lớn lên ở trong đạo quán, không hiểu chuyện đời, lại nhiều lần đắc tội thái tử. Cho nên hai người càng không thể rời đi, nên ở lại đây để ta bảo vệ hai mẹ con hai người. Còn nữa, bệnh tình của bá mẫu, Lục tiên sinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với hai người, đúng không? À đúng. Đúng 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 đúng. Chuyện là Ngưng Hương cô nương đã cho ta xem đơn thuốc bá mẫu thường uống. Số thuốc đó là thuốc an thần, tuy có hỗ trợ đôi chút nhưng chỉ trị được bề ngoài mà không trị được tận gốc. Đúng đúng. Lục tiên sinh sẽ kê đơn thuốc mới cho bá mẫu, sẽ kê thuốc đúng bệnh cho bá mẫu. Nếu hai người không ở lại, Lục tiên sinh làm sao giúp bá mẫu quan sát tình hình uống thuốc? Đúng vậy. Chúng ta... Mẹ, đây chẳng phải mục đích chúng ta xuống núi sao? Lục tiên sinh thật sự rất giỏi đó. Bá mẫu đừng do dự nữa, cũng đừng khách sáo làm gì. Bá mẫu, ta kiên quyết giữ hai người ở lại. Mẹ, ta càng kiên quyết hơn. Ta lấy lập trường của một đại phu, lại càng vô cùng cực kỳ kiên quyết. Hai người xem, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Đúng đó, đúng đó. Hai huynh đệ các ngươi, một kẻ hay gây họa, một kẻ làm hỏng việc, toàn là lũ vô dụng, còn không cút đi cho ta. Vâng.
được rồi điện hạ, ngài cũng đừng giận nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe là thiệt cho bản thân. Tiểu tử Hàn Thiết Sinh không phải dạng dễ đối phó. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là kẻ ngốc cố gây sự chú ý, nhưng từ đầu tới giờ không những có thân thủ, có đầu óc, càng có thủ đoạn. Nói chuyện thật thật giả giả, không biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn thì có thể giở trò gì được, chỉ là muốn thả câu dài để câu cá lớn. Ý của cô là hắn đang cố ý nhử ta, là có chuyện muốn cầu xin ta? Ngài nghĩ còn mục đích gì khác không? Quan trường nhiều kiểu. Điện hạ, ta tin rằng ngài cũng từng va chạm không ít, đấu qua đấu lại cũng chỉ quanh mấy vấn đề: sắc, lợi, lộc. Theo ta thấy, bèo nước gặp nhau, nhưng hắn đã mời vị cô nương. Cô nương đó tên là gì ấy nhỉ? Ngân Hương. Đúng đúng đúng, Ngân Hương. Cô Ngân Hương đó dường như cũng có chút nhan sắc. Hắn đã lập tức mời cô ta về huyện nha ở. Hắn chẳng phải thích cái đó sao? Được rồi điện hạ, nếu ngài muốn đối phó với loại người này, Vũ Sang biết cách nhất đấy. Được, cứ làm theo ý của cô. Cẩn thận. Thuốc của cô này. Huynh có bị bỏng không? Ta... không đúng, giờ ta mới đi sắc thuốc cho mẹ. Bình thuốc này nguội mà. Ta... chỗ này của ta cứ nóng bừng bừng. Ta khiến cô hiểu lầm rồi, thật là xin lỗi. Ta thấy hai chúng ta rất có duyên, lúc nào cũng không hẹn mà gặp. Huynh vẫn còn nhớ chuyện này làm gì? Ta quên cả rồi. Ý ta là lần trước chúng ta cùng nhau đi cứu Bảo Nhi, sau đó lại gặp nhau ở trên đường. Cô nghĩ là ta nói đến lần nào? Ta đi sắc thuốc đây. Chẳng phải cô nói đi sắc thuốc sao? Sao vẫn ở đây? Ta đang ngắm trăng. Trăng hôm nay đẹp quá, ta đứng ở đây để ngắm trăng. Không được sao? Còn huynh sao lại ở đây? Ta cũng ở đây để ngắm. Ý ta là ánh trăng đêm nay thật là đẹp. Cô đi sắc thuốc một mình vậy thì quá đáng tiếc. Để ta đi sắc giúp cô. Xin lỗi, xin lỗi. Ta đụng cô có đau không? Cũng đụng huynh có đau không? Ta vẫn ổn. Ta không đau.
Vậy ta quạt tiếp đây. Cháy rồi, cô xem cháy rồi kìa. Cháy rồi, tốt quá rồi. Thật không dễ dàng. Sao vậy?